Hai, chào tất cả anh em luôn. Thì mình bữa nay mình có con gà anh em. Con gà. Tại vì mới đón thằng đại ca mình vô nè. Đấy. Thì con gà đây mình sẽ đem mình hấp nước dừa anh em. Hấp nước dừa. Mình có mua hai trái dừa. Mình sẽ hấp nước dừa. Tại vì tặng bây giờ mình chưa có ăn gà hấp nước dừa lần nào hết anh em. Nói thật luôn là chưa có ăn. Tặng bây giờ chưa ăn lần nào. Nên mình sẽ thử hấp thử nó như thế nào. Đừng con. Bà đang cầm cái dao nó nguy hiểm quá. Nó chạy chạy má luôn nè. À. Rồi, hai trái. Mình sẽ bỏ cho nó hai tép xả để cho nó có mùi thơm. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đun nó nha anh em. Đun nó sâu cái mình bỏ con gà vô mình hấp. Mình luộc. Ở đây mình có ốc nữa anh em. Thì ốc này là ở quê đem vô và già bơ ưng đem cái quà quê vô đó anh em. Thì cái ốc này mình sẽ xào xả ớt. Chút bánh tráng ăn chơi. Má quả. Giờ mình chà muối nó. Mình chà muối cho nó sạch sẽ. Thì mình tụi mình rửa là vài lần nữa mình để ráo rồi mình mới xào. Nếu nó sâu rồi anh em. Giờ mình sẽ bỏ con gà vô. Thì mình hấp mình lấy cái hơi mà. Trong cái nước dừa mình có nêm thêm một ít bột bột canh nữa nha các bạn, bột nêm canh đó để cho nó dừa với cái khẩu vị, chứ không cái nước kia nó ngọt quá mà con gà nó lạc nữa, thành ra nó không mình chỉ nêm vừa thôi là rất là ok. Tại vì lúc trước mình có luộc cua nên mình thấy nó khá ngon mà không biết cái này như thế nào, rồi anh em chờ xem đấy nha. Biết lá chanh nữ về. Ây da. Ủa nó bút nước lên nè. Chín rồi anh em ơi. Con xem mấy đó đi, tí nữa bà lên mở cho. Giờ cái này mình bắt một nồi cháo. Con mà ăn nữa. Nghe không? Con mà ăn nữa xíu con lên, mà con không ăn cháo thì bị đánh á. Để nó sâu lên xíu mình lên nếp. Cái gà mình xong rồi, bây giờ mình sẽ làm cái ốc nha anh em. Cho anh cái ít hành, có hành không em? Đập cho anh mấy cái gốc hành đi. Thử à? Ừ. Cho nó thơm. Không, vài cái, hai cái thôi. Chưa có ớt nha. Ớt chưa nói xong rồi, chắc là mấy cái ớt chưa nói xong rồi. Mẹ
vậy. Ớt kem sốt ra nó mới ngon. Cái trà ra con nước cái này mình xào một hồi cho nó chín cái đã. Cái con ốc là cái loài thủy sinh mà sống gần đáy nha anh em, thì mình sơ chế mình làm cho nó thật là kỹ lưỡng để mình ăn cho nó an toàn, tại vì cái phần sống bằng gần đáy thì cũng như anh em biết là nó khá nhiều là tạp chất đấy. Giờ mình sẽ phủ lên một lớp này để cho nó giữ nhiệt đó anh em. Rồi tí nữa mình hay xào cho nó chín ốc ở đây. Giờ mình sẽ đi xắt ớt. Thì xào xả ớt nó phải có ớt với xả là nhiều. Này để mình ủ cho nó, tại vì cái nắp dung mình mất đẩy cái kia mất. Mình hết mắm luôn rồi ta. Được, quay nhé anh mua ta. Bữa nay mình ăn ít bột ngọt. Có một đường nào lẻ không? Đồ mà nó lủng ở đâu? Ôi trời ơi, what the hell. Ủa em, cái bịch bột ngọt mình cắt ra đầu luôn. Ơ, bịch đường mình cắt ra đầu mình chờ cái gì? Cát một đầu thôi, còn đầu kia gió là rồi, mà đầu kia bị kiến nó đục lũng rồi nên nó cát cái đầu đó thì đũa đầu trên là chảy xuống đường dưới. Mình thấy ốc còn sầu lúc nào cũng do nước kia hồi nó mặn sầu gì nước luôn vậy. Nãy nó mớ nước mà nước gì vậy? Nó đầy nước ở đây luôn mà. Anh hầm cho nó chín, anh đậy, anh rác lên này, hầm cho nó chín này, rồi anh nấu lâu lét mà. Nãy nó ra đống nước mà. Anh chưa mở ra bỏ vô. Mình lâm vô cái bịch đường này, cắt cái đầu này mình cắt một đầu chứ mà có vụ mà đường cắt lần hai đầu. Có cái kia thì lấy cái băng keo dán lại, kiến cắn bao nhiêu thì dán, cái nó cắn đâu có lái to bạn, em cắt đâu. Nó cắn nhiều đũa rồi, nó đũa đầy đường ấy. Sao có cái hũ là không chịu bỏ vô hũ. Cái hũ đổ vô kiến cũng được rồi. Thì mình kiếm cái hũ nào tốt hơn. Bằng bàn ghế thì cái máy chuyện bếp nút nên mình tự sắm sửa, biết cái đường sắm sửa chứ. Không có mắm là thấy nó không ngon rồi nè. Thì các bếp đây để ra rồi tự đi mua mắm gì đầy đủ rồi nên không, nêm nữa là nó mặn. Do không, hồi nãy không có ái nên em để làm thử con đi con. Thank you.
thêm chiếu đường nữa. Mình ăn ngọt. Ủa ngoài không? Rồi. Làm gì quá đường trái. Rồi anh em, thì bây giờ mình đã dọn lên bàn rồi. Thì đây, nồi cháo đây, đối với gia đình mình là nồi cháo không lùa đây. Tại vì nhà có hai người à. Mà ăn về nên nó nhiều quá. Mình để chắc ngày mai mình ăn nữa. Gà. Rồi ốc. Xào xào ốc. Xào xào ớt anh em. Lại có thêm một tí vitamin nhung hăng bữa trước. Anh em câu cá mà uống không hết. Tặng mình một lon đem về. Cái cháo này chắc có anh em thắc mắc tại sao nó xanh đúng không? Thì cái này là cái rau cần. Nó có tác dụng là lọc gan nè, với là lọc thận. Thì nó tác dụng là nó lọc để tốt cho cơ thể. Nên cứ cách vài ngày là mình mua về mình ăn. Nấu canh, hoặc là bữa nay mình nấu cháo nên bỏ vô cháo. Thì ăn nó rất tốt cho gan với thận. Như chẳng hạn em là nổi hột, mấy hột mình gãi ngứa lên là ăn cái này là nó cũng có thể là nó bớt nha. Rồi ok, thì mình sẽ ăn cái này trước nha. Cho con nè. Mình tuốt ra sao cái đùi nó còn có chút xíu á. Mưa ớt chanh nha. Mưa ớt lá chanh. Này, mời anh em luôn nha. Cái ớt, cái muối là bà xã mới làm nó không có mặn. Kiểu nó nồng độ nó tương đương với nhau anh em. Nó là một muối gần một đường. Đã không? Ăn đã không? Ăn dạ nó mới phê. Bữa trước quay clip ăn ở nhà hàng Hàn Quốc. Mà sao cái sim nó cháy mất tiền quá. Không đang được. Ăn dài mới chắc. Mời anh em luôn nha. Giòn rụm à. Làm miếng ớt nữa nè. Cháo anh em. Mời anh em luôn nha. Cái gì? Cháo đó của con á. Làm tí vitamin hung hăng luôn anh em. Mời anh em luôn. Quá đã. Gà này là gà ở quê, gà thả vườn. Thả nó chạy nhông nhông ngoài núi á. Rồi, làm miếng nữa nha anh em. Đã. Rau. Mình thích cái rau này nè. Nó thơm.
Đây. Rồi, ok. Rồi thôi mình xin kết thúc clip đây anh em. Có gì hay mình sẽ làm clip cho anh em xem clip. Rồi, tạm biệt anh em luôn. Anh em xem nhé, để lại một like, một sub nha anh em. Cho mình có động lực phát triển kênh nó đa dạng hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh em.